là cua này là của nhà ai đi lạc cho nên mới bị lũi vô đây nè các bạn ơi. Oh no. Có bạn nào bị mắc bằng thú cưng cua này không? Hai con chim các đẹp bạn... quá nên cô cũng mới mua về nuôi nè, nó hót hay lắm. Cái con này mà cũng nuôi nữa. Con nuôi hai con cá mà con Dân gửi được chung á. Con con gì mà thấy ghê vậy ta? Tao dẫn mẹ lại lặng coi coi. Sao đó mẹ? À nó bò ra rồi nè mẹ ơi. À thì ra đây là một bạn cua. Để mẹ bắt lên không là bò ra ngoài lộ nguy hiểm lắm nghe. Bạn cua này cũng khá là to và nặng. Đặc biệt là có một cái cọng dây nữa nè. Chắc là cua này là của nhà ai đi lạc cho nên mới bị lũi vô đây nè các bạn ơi. Oh no. Có bạn nào bị mắc bằng thú cưng cua này không? Các bạn hãy liên hệ với mình để nhận lại nghe. Các bạn hãy giúp đỡ bạn cua bằng cách nhấn vào nút đăng ký, nút like, nút chia sẻ. Để bạn cua sớm tìm được chủ nhân của mình và trở về nhà nhé các bạn. Giỏi được mẹ con tặng cho một con gấu bông rất là dễ thương nè. Đây là bạn chó. Cô thì lúc nãy thấy người ta bán hai con chim đẹp quá nên cô cũng mới mua về nuôi nè. Nó hót hay lắm. Cái con này mà cũng nuôi nữa. Con nuôi hai con cá mà con Dân gửi được chung á. Cô thì muốn coi theo con nè. Không biết là nó có nói dốc mình không nữa. Để mình đi theo coi thử coi các con thú cưng gì mà nó cởi được luôn. Yes. Đúng rồi, con cũng không tin là con cá mà trèo lên cởi được đâu. Tới chưa sao nãy giờ chị lội xa lắm rồi mà chưa thấy thú cưng nào hết trơn vậy? Tốt nó đi dần tới rồi. Đã thấy đưa hai con cá con nuôi ta. Oh no. Hai con này mà là vật nuôi của Gia Hân đây hả? Thôi đủ nó thì dành ra con Nhân gửi.